Chiều nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự và chỉ đạo hội nghị triển khai công tác năm 2024 của ngành Kiểm sát Nhân dân. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả công tác của ngành Kiểm sát Nhân dân trong năm 2023, nhất là trong việc quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội liên quan đến công tác tư pháp và chức năng nhiệm vụ của ngành, không ngừng nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, tăng cường trách nhiệm công tố, nâng cao kỹ năng tranh tụng của kiểm sát viên, bảo đảm các quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát có căn cứ, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng, đẩy nhanh tiến độ điều tra, đưa ra truy tố nhiều vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng. Dự báo trong thời gian tới, tình hình vi phạm tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn thách thức mới, đòi hỏi các cơ quan tư pháp, trong đó có Viện Kiểm sát Nhân dân, không ngừng đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác, tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tư pháp. Phải coi phòng chống tham nhũng tiêu cực, phòng chống tội phạm, chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm tiếp tục là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Tập trung đổi mới các mặt công tác gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực thi nhiệm vụ. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, không để xảy ra trường hợp bị oan sai trong tố tụng hình sự, không hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế và hành chính. Thế cái này tôi thấy các ông chí cũng nhấn mạnh nhiều. Tạo điều kiện và môi trường ổn định cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tập trung giải quyết tốt các vụ án kinh tế tham nhũng chức vụ, nhất là các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị ngành kiểm sát nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát, tập trung sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, giữ vững kỷ luật kỷ cương trong thực thi công vụ, nâng cao chất lượng hoạt động của ngành theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng ngành Kiểm sát Nhân dân sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị, chiều nay Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Trong năm 2023, Ban Nội chính Trung ương đã tập trung xây dựng 4 đề án lớn, trong đó đã hoàn thành trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề án tổng kết việc thực hiện chỉ thị 33 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Đặc biệt đã trình Bộ Chính trị ban hành quy định về kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, Ban Nội chính Trung ương sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc và tham mưu đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xác minh các vụ việc tham nhũng tiêu cực, nâng cao chất lượng hiệu quả nghiên cứu, thẩm định và tham gia ý kiến đối với các dự án luật, các đề tài, văn bản quan trọng có liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp. Theo dõi đôn đốc hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thưa quý vị, sáng nay Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội 13 từ nay đến hết nhiệm kỳ. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì hội thảo. Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu tập trung đề xuất, lý giải những giải pháp quan trọng cơ bản để trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ sẽ thực hiện thành công 6 nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã đề ra trong các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế, tăng cường đối ngoại, hội nhập quốc tế, bảo đảm quốc phòng an ninh, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh của con người Việt Nam, tăng cường quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Các ý kiến tham luận và phát biểu đã đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh giai đoạn mới, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực phát triển nhanh, bền vững, tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại, hội nhập của Việt Nam.
không chỉ đưa ra các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội 13 từ nay đến hết nhiệm kỳ, nhiều ý kiến tại hội thảo còn gợi mở một số vấn đề, lý luận và kết quả tổng kết thực tiễn, đóng góp cho việc xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp Hội đồng Thẩm định Quy hoạch Mạng lưới Cơ sở Văn hóa Thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2030, hoàn thiện và mở rộng hệ thống bảo tàng, mạng lưới cơ sở thư viện, cơ sở điện ảnh, nghệ thuật, biểu diễn, triển lãm văn hóa nghệ thuật, trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, các mạng lưới di sản thế giới, di tích quốc gia đặc biệt, cơ sở số hóa dữ liệu văn hóa, các trung tâm nghiên cứu đào tạo thể thao. Đến năm 2045, hoàn thiện và đồng bộ mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao. Để thực hiện mục tiêu, quy hoạch cũng đã đưa ra 8 giải pháp về rà soát hoàn thiện cơ chế chính sách, giải pháp phát triển nguồn lực, giải pháp liên kết, hợp tác phát triển, giáo dục tuyên truyền, hợp tác quốc tế, giải pháp về môi trường, khoa học và công nghệ, giải pháp về mô hình quản lý và phương thức hoạt động. Theo các chuyên gia nghiên cứu văn hóa thì quy hoạch cần phải làm rõ nhu cầu thực tiễn của quy hoạch cơ sở văn hóa thể thao thời kỳ này, làm rõ phần nào là phần duy tu bảo dưỡng, phần nào là phần xây mới, cần trọng tâm trọng điểm và phù hợp với tầm nhìn thời đại, tránh lãng phí, đầu tư ồ ạt, không trọng tâm và thiếu thực tiễn. Đặc biệt tại quy hoạch, những nội dung liên quan đến quy hoạch đất xây dựng cơ sở văn hóa thể thao, quy hoạch mạng lưới cơ sở đại học thể dục thể thao thì cần xem xét trong tương quan đồng bộ với các quy hoạch khác. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà lưu ý cần xác định các dự án quan trọng để đầu tư và thứ tự ưu tiên, đồng thời đề nghị cơ quan lập quy hoạch tiếp tục bổ sung, làm sáng rõ và hoàn thiện dự thảo quy hoạch. Trong chiều nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng chủ trì cuộc họp Hội đồng Thẩm định Quy hoạch Hệ thống Du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2045, du lịch trở thành động lực phát triển nền kinh tế. Việt Nam sẽ nằm trong nhóm quốc gia phát triển du lịch hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương, dự kiến đóng góp từ 12-13% GDP. Quy hoạch chia không gian phát triển du lịch gồm 6 vùng, 2 cực tăng trưởng, 8 khu động lực, 5 hành lang du lịch, 9 trung tâm du lịch và các khu du lịch quốc gia. Tổng nhu cầu đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư khoảng 190 tỷ đô la Mỹ, trong đó vốn từ khu vực tư nhân chiếm khoảng 95-97%, bao gồm cả vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Kế hoạch đầu tư chia làm 2 giai đoạn. Các chuyên gia cho rằng cần phải xác định rõ điểm nghẽn thực sự của ngành du lịch, từ đó mới có giải pháp tổng thể hiệu quả và đầy đủ để phát triển ngành du lịch. Du lịch phải thực sự được coi là ngành kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu nền kinh tế của đất nước, cùng với các giải pháp tổng thể hỗ trợ phát triển du lịch. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, du lịch là một ngành dịch vụ tổng hợp, vì vậy quy hoạch cần làm rõ và tiếp cận toàn diện, cũng như đặt ra những mục tiêu tầm nhìn để phát triển du lịch đúng tầm lợi thế của đất nước. Thưa quý vị, từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội, 996 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 10 triệu cán bộ, hội viên nông dân trong cả nước đã về dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8 với chủ đề Đoàn kết, Dân chủ, Sáng tạo, Hợp tác, Phát triển. Sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028, bước vào ngày làm việc thứ nhất. Các đại biểu tập trung thảo luận và đưa ra nhiều chỉ tiêu cụ thể, mục tiêu chiến lược quan trọng của giai cấp nông dân Việt Nam trong 5 năm tới. Trong ngày làm việc thứ nhất, đại hội sẽ tiến hành bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký đại hội, bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu, thảo luận và thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội, thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 7, tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và dự thảo điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, thông báo thành lập các trung tâm thảo luận và hướng dẫn thảo luận. Buổi chiều, các đại biểu thảo luận tại 10 trung tâm thảo luận ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Dự kiến đại hội đưa ra 16 chỉ tiêu thi đua trong công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023-2028 để thảo luận và thông qua. Trong đó có 7 chỉ tiêu mới so với nhiệm kỳ trước như thành lập chi tổ hội nông dân nghề nghiệp, đào tạo bồi dưỡng nghề cho hội viên, thành lập tài khoản trên sàn thương mại điện tử cho hộ nông dân, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thành lập mới tổ hợp tác xã. Đồng thời, đại hội cũng sẽ thảo luận và cho ý kiến về 7 nhiệm vụ giải pháp trong nhiệm kỳ 2023-2028. Ngày hôm nay tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến bàn giải pháp thúc đẩy thực hiện nghị định số 45 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Phát triển Hợp tác xã.
Những năm qua, Quỹ Hỗ trợ Phát triển Hợp tác xã đã góp phần thúc đẩy quá trình thành lập mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, tăng doanh thu, lợi nhuận, sức cạnh tranh, tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động. Ước đến hết năm nay, Quỹ Trung ương đã ký hợp đồng cho vay 376 dự án tại 55 tỉnh, thành phố với tổng số tiền hơn 1.100 tỷ đồng, dư nợ ước đạt gần 520 tỷ đồng. Còn các quỹ địa phương cho vay là 22.300 tỷ đồng, ước dư nợ đạt hơn 2.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, hoạt động của các quỹ còn nhiều hạn chế như chưa theo được khung khổ pháp lý đồng bộ, cơ chế cho vay còn bó hẹp về phạm vi, đối tượng, phương thức, chưa huy động được các nguồn lực từ thị trường và liên kết hệ thống quỹ. Các đại biểu đề xuất sửa đổi bổ sung quy định trích lập dự phòng rủi ro của các quỹ như đối với tổ chức tín dụng, ưu tiên nguồn lực từ ngân sách địa phương để cấp vốn điều lệ cho quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, từ đó tạo trợ lực tốt cho khu vực kinh tế tập thể phát triển. Thưa quý vị, nhằm thúc đẩy liên kết phát triển du lịch, sáng nay tại Sapa, tỉnh Lào Cai, đại diện 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng gồm Lào Cai, Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Hà Giang và thành phố Hồ Chí Minh đã cùng thảo luận đưa ra phương hướng và giải pháp phát triển du lịch trong thời gian tới. Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng là sản phẩm hợp tác phát triển du lịch vùng. Các tỉnh, thành phố thành viên nhóm hợp tác đã phối hợp chặt chẽ triển khai nhiều hoạt động có hiệu quả. Năm 2023, tổng lượt khách du lịch đến 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 69 triệu lượt, tăng 27,5% so với năm 2022, chiếm khoảng hơn 57% lượng khách đến Việt Nam. Nhiều chuỗi sự kiện được tổ chức đã góp phần quảng bá giới thiệu một cách sinh động về miền đất, văn hóa, con người 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh với các tiềm năng thế mạnh cùng các sản phẩm du lịch hấp dẫn. Đại diện các tỉnh cũng đưa ra nhiều sáng kiến, giải pháp nhằm thúc đẩy sự liên kết phát triển du lịch chặt chẽ hơn trong năm 2024, đưa đến những sản phẩm du lịch mới, chất lượng, thu hút du khách trong nước và quốc tế.